Ukraine nhận thêm món quà lớn từ Hà Lan. Truyền thông Mỹ cảnh báo Nga có thể kiểm soát Kupiansk trước tháng 3. Ukraine công bố video phá hủy 2 xe tăng Nga. Ukraine tuyên bố đã vô hiệu hóa hơn 30% số tàu thuộc hạm đội Biển Đen của Nga. Lực lượng vũ trang Ukraine AFU dự kiến sẽ nhận được các máy bay tiêm kích F-16 đầu tiên trong năm nay và đang tiến hành hoạt động đào tạo tích cực cho phi công, kỹ thuật viên và các nhân viên khác cũng như chuẩn bị các quy trình liên quan. Theo Defense, Hà Lan đã tạm dừng các cuộc thảo luận về khả năng bán 6 máy bay chiến đấu F-16 cho Draken International, thỏa thuận mà nước này đã ký vào năm 2021. Điều quan trọng nhất là 6 chiếc máy bay này sẽ được chuyển giao cho Ukraine, nâng tổng số máy bay F-16 mà Hà Lan quyết định tặng cho nước láng giềng lên 24 chiếc. Ngày 5 tháng 2, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố trên mạng xã hội X, Hà Lan sẽ cung cấp thêm 6 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Tuy nhiên, không có thông tin cụ thể về khung thời gian cho việc giao hàng, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kaisa Ollongren chia sẻ trên mạng xã hội rằng ưu thế trên không của Ukraine là điều cần thiết để hỗ trợ nước này chống lại Nga. Ngoài Hà Lan, các quốc gia khác như Bỉ, Đan Mạch và Na Uy cũng đã cam kết chuyển giao máy bay F-16 cho Ukraine, nhưng việc này vẫn chưa được thực hiện. Tư lệnh lực lượng Liên hợp các lực lượng vũ trang Ukraine, Trung tướng Naev tuyên bố rằng trong các gói viện trợ quân sự sắp tới, Ukraine dự kiến sẽ nhận được các máy bay F-16 và tên lửa có tầm bắn từ 300 đến 500 km như AGM-158 GASM, ATAS hoặc Storm Shadow Sky-Eagle. Theo số liệu thống kê, tập đoàn Lockheed Martin đã sản xuất hơn 900 tên lửa như vậy trong 2 năm và có kế hoạch tăng sản lượng lên 1.000 mỗi năm. Với tốc độ đó, Ukraine sẽ không còn cần nguồn cung cấp tên lửa Taurus của Đức nữa, thứ mà Berlin từ chối viện trợ. Thêm vào đó, quyết định chuyển giao tiêm kích Mirage 2000D cho Ukraine có thể sẽ được đưa ra tại Paris trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước vào đầu tuần này. Nếu thỏa thuận trên trở thành hiện thực, viễn cảnh Thụy Điển theo chân cung cấp tiêm kích JAS-39 Gripen cho Ukraine là điều gần như chắc chắn, đặc biệt khi công tác đào tạo phi công đã diễn ra một thời gian khá dài. Vấn đề chính trong việc sử dụng hàng loạt máy bay chiến đấu phương Tây có thể là vấn đề bố trí chúng trên lãnh thổ Ukraine khi các sân bay ở Starokonstantinov, Mykolaiv và Kubankino thường xuyên là mục tiêu tấn công của vũ khí chính xác Nga. Trong khi đó, khả năng Ukraine bố trí tiêm kích F-16 trên các sân bay ở những quốc gia láng giềng như Romania, Ba Lan hoặc Moldova sẽ đồng nghĩa với việc đưa họ vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga, điều không chính phủ nào muốn. Trong một diễn biến khác, ngày 6 tháng 2, 4 cảng biển của Nga ở tỉnh Leningrad đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Theo hãng thông tấn Nga liên kết với Điện Kremlin RIA Novosti, các cảng biển bao gồm Vyborg, Vysot, Primorsk và Ust-Luga đã áp dụng chế độ cảnh báo cao tại cơ sở của họ. Tình trạng khẩn cấp được cho là đã được áp dụng để đối phó với khả năng xảy ra các trường hợp khẩn cấp do con người gây ra, chẳng hạn như các cuộc tấn công bằng UAV từ Ukraine. Thời gian gần đây, Bộ Chỉ huy Nga đang có ý định chiếm lại các vùng lãnh thổ của khu vực Kharkov đã mất vào năm 2022. Họ đã tập trung lực lượng đáng kể về hướng Kupiansk. Theo ấn phẩm Forbes của Mỹ, nhóm tấn công Nga tập trung theo hướng Kupiansk rất hùng mạnh, bao gồm khoảng 500 xe tăng, hơn 600 xe bọc thép và lên tới 40.000 quân nhân. Đối đầu với họ là khoảng 10 lữ đoàn Ukraine với tổng quân số ước chừng khoảng 20.000 người. Vấn đề chính của lực lượng vũ trang Ukraine hiện nay là thiếu đạn pháo. Theo tờ Forbes, Nga có ưu thế gấp 5 lần về đạn dược và hoàn toàn không lo ngại cuộc phản công từ phía Kiev. Tờ báo Mỹ nhấn mạnh, tình hình này cho phép Nga sử dụng một cách tiếp cận nổi tiếng, phá hủy các mục tiêu trong khu vực đô thị một cách có hệ thống, khiến chúng không được bảo vệ. Các nhà phân tích cho rằng Nga có kế hoạch kiểm soát Kupiansk và tiếp cận bờ đông Oskol trước cuộc bầu cử tổng thống, tức là cho đến tháng 3 năm nay. Quân đội Ukraine cố gắng ngăn chặn điều này, nhưng việc thiếu đạn pháo chắc chắn khiến tình hình trở nên phức tạp. Việc sử dụng máy bay không người lái FPV thay cho pháo binh không thể khắc phục được tình hình bởi vi phạm hoạt động của chúng quá nhỏ. Forbes nhấn mạnh, Ukraine đang cố gắng bù đắp việc thiếu đạn dược bằng máy bay không người lái FPV, nhưng tầm hoạt động của chúng chỉ là 2-3 km. Điều này chưa đủ để đáp trả pháo binh Nga nằm cách mặt đất 20-25 km. Ngoài ra, việc tập trung quân theo hướng Kupiansk cũng có thể là một tính toán của Nga nhằm phân tán lực lượng Ukraine khỏi chiến trường trọng điểm Avdiivka.
Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga sẽ cần nhanh chóng giải quyết hai chiến trường này trước khi tiêm kích F-16 của Ukraine có thể tham chiến, cùng với những chiếc xe tăng M1A1 Abrams và Leopard 2A6 vừa được tăng cường. Có khoảng 1,4 triệu người sống ở Kharkov trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Đây là một thành phố lớn thứ hai của Ukraine và là nơi đặt trụ sở của ngành công nghiệp chiến lược, bao gồm nhà máy xe tăng trọng yếu của Kiev. Vì vậy, đồn trú Kupiang phải được giữ vững. Bộ Quốc phòng Ukraine đã tổ chức các lữ đoàn cơ giới mới triển khai tới Kupiang để tăng viện trợ cho lực lượng đồn trú hiện tại. Các kỹ sư cũng đang đào hào và xây hầm trong khu vực. Đặc biệt, có hàng chục ngàn FPV, UAV chứa đầy chất nổ đang được Ukraine tích cực sản xuất mỗi tháng. Khi đạn pháo trở nên khan hiếm, UAV đã trở thành vũ khí chính của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Kiev có lúc đã bắn đến hàng ngàn drone mỗi ngày dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km. Ukraine mới đây đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh máy bay không người lái FPV của họ tấn công các xe tăng T-72 và T-55 của Nga. Theo đoạn video, lữ đoàn Spartan số 3, một đơn vị thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine, đã hạ các xe tăng T-72 và T-55 của Nga bằng máy bay không người lái FPV được trang bị đạn nổ. Ukraine lưu ý rằng các lực lượng của họ thường xuyên phá hủy các loại xe tăng T-72 với nhiều biến thể khác nhau. Việc phá hủy các xe tăng T-55 trong khu vực chiến sự là một sự kiện khá hiếm. Hiện giới chức Nga vẫn chưa có bình luận về các thông tin trên. Theo thống kê từ RX, kể từ khi xảy ra xung đột vào tháng 2 năm 2022, quân đội Nga đã mất khoảng 2.700 xe tăng, trong đó có 542 chiếc đã bị Ukraine thu giữ làm chiến lợi phẩm. T-72 là một loại xe tăng chiến đấu chủ lực từ thời Liên Xô, được sản xuất bởi nhà máy Uran Vagonzavod năm 1971 và bắt đầu phục vụ trong quân đội từ năm 1973. Xe tăng T-72 cơ bản có trọng lượng 41 tấn, chiều dài tổng thể 9,53 mét, chiều rộng 3,46 mét và chiều cao 2,19 mét, được trang bị động cơ diesel V84-1 công suất 780 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa 60 km/h trên đường bằng phẳng và 45 km/h trên đường gồ ghề. Tầm hoạt động của xe là từ 450 đến 460 km. Pháo nòng trơn 125mm 2A46M là trang bị chính trên xe với cơ số đạn là 30 viên. Tốc độ bắn tối đa của nó lên tới 8 phát một phút. Ngoài ra, trên tháp pháo của T-72 còn được bố trí một súng máy 12,7mm NSV hoặc DSHK và một súng máy đồng trục 7,62mm. T-55 là một trong những mẫu xe được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử, với ít nhất 100.000 chiếc đã xuất xưởng. Thân xe được bọc lớp thép hàn để bảo vệ tổ lái khỏi tác động của các loại vũ khí nhỏ và mảnh đạn pháo. Vũ khí chính của T-55 là pháo D-10T TS-2 100mm, có khả năng bắn các loại đạn có sức nổ mạnh, xuyên giáp và đạn định hình, với tầm bắn tối đa đạt 14,6 km. Ngoài ra, xe cũng được trang bị vũ khí thứ cấp là súng máy đồng trục 7,62mm. Xe được trang bị động cơ V55 công suất 580 mã lực, cho phép xe đạt tốc độ tối đa là 50 km/h và tầm hoạt động là 500 km. Khi được trang bị thêm hai thùng nhiên liệu phụ, tầm hoạt động của xe tăng có thể lên đến 600 km. Ngày 6 tháng 2, Cục Truyền thông Chiến lược của Văn phòng Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo trên Telegram cho biết, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố quân đội của chúng tôi đã vô hiệu hóa 24 tàu Nga và một tàu ngầm. Thông báo cho biết thêm rằng, hạm đội Biển Đen của Nga có tổng cộng 74 tàu chiến khi bắt đầu cuộc xung đột. Trước đó, người phát ngôn của Hải quân Ukraine, ông Dmytro Pletenchuk, thông báo Nga đã mất tới 25 trong số khoảng 80 tàu hải quân thuộc nhiều loại khác nhau mà nước này đã triển khai trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột vào năm 2022. Ông Pletenchuk cũng thừa nhận rằng có tới 35 tàu trong số này đã tạo ra mối đe dọa thực sự đối với Ukraine, cung cấp cho Nga khả năng tấn công tầm xa và tạo điều kiện cho Moscow hoạt động xung quanh bán đảo Crimea và khu vực miền nam Ukraine. Người phát ngôn Hải quân Ukraine cho biết thêm, 25 tàu khác nhau đã bị phá hủy và 15 tàu đang được sửa chữa. Hiện không có bình luận nào từ phía Nga về thông tin trên. Ngay sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Biển Đen trở thành một mặt trận quan trọng. Ukraine tuyên bố ý định tái chiếm lại quyền kiểm soát Crimea, bán đảo nằm ở phía nam Ukraine trên Biển Đen và đã sáp nhập vào Nga năm 2014. Trong thời gian gần đây, Ukraine đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công nhằm vào Sevastopol, nơi đặt trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea. Hạm đội Biển Đen được xem là một phần quan trọng trong các chiến dịch tấn công của Nga từ Biển Đen và các mục tiêu trên khắp Ukraine. Tình báo quân sự Ukraine hôm 1 tháng 2 thông báo về việc đánh chìm tàu Ivanovest, một tàu hộ vệ tên lửa thuộc lớp Tarantul của hạm đội Biển Đen của Nga, sau khi tàu này bị đâm trực tiếp vào thân và gặp hỏng hóc tới mức không thể khôi phục. Ukraine được cho là đã phá hủy một tàu ngầm lớp Kilo của Nga và gây hư hại cho một số tàu đổ bộ của Moscow như Minsk, Saratov và Olenegorsky-Gorniak. Trong những tháng đầu của cuộc chiến, tàu chiến Moskva
xoáy hạm Biển Đen của Nga bị chìm. Ukraine tuyên bố rằng tên lửa Neptune đã thực hiện vụ tấn công này. Nga được cho là đã di rời một số tàu từ bán đảo Crimea đến căn cứ Novorossiysk ở khu vực Krasnodar của Nga, nằm xa bờ biển Ukraine. Hơn nữa, Nga cũng được cho là đang thiết lập một căn cứ khác ở Biển Đen tại Abkhazia, một khu vực tự trị ly khai của Georgia. Những động thái này giúp tách biệt tài nguyên quân sự của Nga ở Biển Đen ra xa tầm tấn công của Ukraine. Mặc dù không có một lực lượng hải quân mạnh mẽ, nhưng Ukraine khéo léo sử dụng các phương tiện không người lái và tên lửa được cung cấp từ phương Tây để đạt hiệu quả cao trong các trận tập kích vào mục tiêu của Nga. Hồi tháng 12 năm ngoái, Anh và Na Uy đã thông báo rằng họ sẽ cung cấp cho hải quân Ukraine các tàu quét mìn, gần 20 tàu đột kích và 20 phương tiện đổ bộ. Chính phủ Anh đã tuyên bố rằng viện trợ từ các đồng minh trong NATO sẽ giúp Ukraine chuyển đổi lực lượng hải quân, đưa lực lượng này lên ngang tầm với liên minh và tăng cường an ninh ở Biển Đen. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang đối mặt với nguy cơ phải ngồi tù trong thời gian dài sau khi một phiên tòa sắp tới sẽ ra phán quyết trong vụ liên quan đến việc xử lý các tài liệu mật. Trong phiên tòa được dự kiến diễn ra, ông Trump sẽ phải đối mặt với 37 trọng tội, trong đó có cáo buộc rằng ông đã lưu giữ bất hợp pháp các thông tin an ninh quốc gia nhạy cảm tại nhà riêng ở Nam Florida. Những tài liệu này chứa đựng thông tin tuyệt mật về khả năng hạt nhân của Washington và các chiến lược trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công vào Mỹ hoặc các đồng minh. Các công tố viên dưới sự chỉ đạo của luật sư đặc biệt Jack Smith cho biết ông Trump đã từ chối trả lại các tài liệu khi được yêu cầu bởi các quan chức liên bang. Một số tài liệu này được lưu trữ tại các địa điểm công cộng có thể tiếp cận, thậm chí trong một phòng tắm không an toàn tại Mar-a-Lago. Ông Trump đã phủ nhận mọi cáo buộc về hành vi sai trái và không chấp nhận tội danh. Theo người đại diện cho Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ DNC Mark Elias, bằng chứng trong vụ án ở Florida có thể tác động rất lớn, ông nhận định. Theo đúng nghĩa đen, một cựu Tổng thống Hoa Kỳ bị cho là đánh cắp các tài liệu được phân loại nhạy cảm cao từ chính phủ, đối xử với chúng một cách ung dung cho mọi người xem và cất giữ chúng một cách vô tư. Elias cũng cho biết rằng bằng chứng được đưa ra trong phiên tòa có thể gây ra ảnh hưởng tan phá cho ông ta về mặt chính trị và đó khiến ông ta thực sự có nguy cơ phải ngồi tù trong thời gian dài. Phiên cáo trạng đánh dấu lần đầu tiên một cựu Tổng thống Mỹ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự từ chính phủ liên bang mà ông từng lãnh đạo. Ngoài ra, cựu Tổng thống Trump còn nhận được một phiên cáo trạng liên bang khác vào tháng 8 năm 2023 về cáo buộc ông cố gắng lật ngược kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Ông cũng phải hứng chịu các cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh ở New York và âm mưu làm suy yếu kết quả bầu cử ở bang Georgia của Mỹ. Mặc dù ông Trump đang dẫn đầu trong cuộc đua giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa để tranh cử Tổng thống, một cuộc thăm dò do NBC News công bố cho thấy ông Trump vượt Tổng thống đương nhiệm Joe Biden với 5 điểm phần trăm. Tuy nhiên, cũng trong cuộc thăm dò đó, nếu ông Trump bị kết tội trọng tội, ông Biden sẽ dẫn trước 2 điểm phần trăm. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, giáo sư Eswar Prasad từ Đại học Cornell và cựu quan chức Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã có những nhận định về khả năng kinh tế của Trung Quốc vượt qua Mỹ. Theo đó, ông Prasad cho rằng khả năng đó là rất thấp, đồng thời nhấn mạnh nền kinh tế của Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia hiện đứng vị trí hàng đầu và thứ hai trên thế giới đang di chuyển theo hướng ngược lại. Hiện nay, Mỹ có khả năng duy trì sự phát triển trong khi Trung Quốc tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề cơ cấu như tốc độ tăng trưởng, nợ công và tỷ lệ sinh thấp. Giáo sư Prasad nhấn mạnh Trung Quốc phải đối mặt với nhiều tình trạng mong manh, bao gồm nhân khẩu học không mong muốn, thị trường bất động sản sụp đổ, tâm lý nhà đầu tư trong và ngoài nước xấu đi và sự thiếu rõ ràng về mô hình tăng trưởng mới. Ngay cả tốc độ tăng trưởng 4-5% cũng khó duy trì trong vài năm tới. Khả năng một ngày nào đó, GDP của Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ đang giảm dần. Trong bối cảnh lạm phát tăng cao sau đại dịch COVID-19 ở Mỹ, gây sự gia tăng chi phí sinh hoạt và nảy sinh lo ngại về một cuộc suy thoái tiềm tàng, nền kinh tế của nước này đã thể hiện sự kiên cường trước những thách thức trong vài năm qua. Và vào quý cuối cùng của năm 2023, nền kinh tế Hoa Kỳ đã tăng trưởng với tỷ lệ 3,3%, vượt xa dự đoán, đồng thời tạo ra hơn 350.000 việc làm mới. Theo chiều ngược lại, Trung Quốc đã trải qua một sự phục hồi gập ghềnh sau đại dịch do sự kết hợp của nhiều yếu tố như sự già đi của lực lượng lao động, nhu cầu nội địa chậm hơn và cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản, yếu tố đã thúc đẩy sự tăng trưởng nỗ lực của đất nước trong vài thập kỷ qua. Ông George Magnus, người từng là nhà kinh tế trưởng của UBS và hiện là cộng tác viên tại Trung tâm Trung Quốc tại Đại học Oxford ở Anh, đã chia sẻ với tờ Newsweek rằng ý tưởng về việc Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể không thành hiện thực.
Ông nhận định cuộc khủng hoảng thị trường nhà đất không phải là yếu tố duy nhất, có rất nhiều yếu tố đang góp phần làm tốc độ tăng trưởng chậm lại nhiều hơn trong 10 đến 20 năm tới. Đầu tiên là các khoản nợ, trong đó rõ ràng là bao gồm cả thị trường nhà đất. Tiếp theo là nhân khẩu học khi dân số Trung Quốc đang già đi nhanh chóng. Bên cạnh đó, năng suất không thực sự tăng cao nữa vì cải cách theo hướng này đã không xảy ra. Tình hình hiện tại cho thấy chính sách của chính phủ đã trở nên chặt chẽ nhiều hơn. Vấn đề thiếu hụt nhu cầu cũng khiến cho mọi thứ khó khăn vượt trội. Ông Prasad nhận định rằng Mỹ đang tiến triển tốt hơn nhiều so với nhiều quốc gia khác. Và ông nói thêm, trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn đang gặp khó khăn, Mỹ vẫn đang duy trì và củng cố vị thế động lực của mình trong nền kinh tế toàn cầu. Vị chuyên gia cũng nói thêm, thị trường lao động Hoa Kỳ rất linh hoạt và mạnh mẽ. Chính sách và hệ thống tài chính của chính phủ đã giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua những thời điểm rất khó khăn. Tuy tăng trưởng GDP của Mỹ không phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, nhưng sự phục hồi chậm của các quốc gia khác có thể gây ra một số rủi ro. Sự gia tăng của nợ công Mỹ và tỷ lệ thanh toán lãi ngày càng tăng trong bối cảnh phần trăm doanh thu cũng là những mối lo ngại đáng kể. Gần đây, Tổng thống Joe Biden đã ghi nhận khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ mà ông cho rằng là kết quả của sự thành công của chính sách được gọi là Bidenomics. Và ông tin rằng điều này sẽ giúp Mỹ duy trì vị thế hàng đầu trong bảng xếp hạng thế giới trong một tương lai xa xôi. Ngày 5 tháng 2, hãng tin Yonhap đưa ra thông tin cho biết, một tòa án ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã tuyên bố chủ tịch tập đoàn điện tử Samsung, ông Lee Jae-jong tráng án trong vụ sắp nhập hai công ty con của Samsung vào năm 2015. Cheol Industry và Samsung C&T, hai công ty con của tập đoàn Samsung, là những đơn vị liên quan đến vụ án này. Các công tố viên đã cáo buộc chủ tịch Samsung và nhiều nhân viên cấp cao khác vi phạm đạo luật thị trường 4 trong quá trình thực hiện thương vụ sắp nhập giữa Samsung C&T và Cheol Industry vào năm 2015. Họ cho rằng hành động này đã làm tổn thương lợi ích của các cổ đông chiếm cổ phần thiểu số. Trong phiên tòa diễn ra vào tháng 11 năm 2023, các công tố viên đã đề nghị mức án 5 năm tù đối với ông Lee. Ông Lee phủ nhận các cáo buộc, cho rằng việc thực hiện vụ sắp nhập là vì tin rằng nó sẽ mang lại lợi ích cho các cổ đông. Theo thông tin từ hãng tin Reuters, sau khi tòa án ra phán quyết vào ngày 5 tháng 2, các công tố viên có quyền tiến hành kháng cáo. Trước đó vào năm 2017, ông Lee đã bị kết án 30 tháng tù vì tội hối lộ một người bạn của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Sau khi đã thụ án 18 tháng, ông Lee đã được Tổng thống đương nhiệm Yoon Suk-jeon ân xá vào năm 2022 với lý do ông Lee có vai trò quan trọng trong việc giúp Hàn Quốc vượt qua những khó khăn kinh tế. Kết hôn vào năm Giáp Thìn theo quan niệm dân gian có thể mang lại điều xui xẻo. Quan niệm này đã gây xôn xao dư luận ở Trung Quốc trong bối cảnh đất nước này đang chật vật tìm giải pháp để tăng tỷ lệ kết hôn. Theo thông tin từ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Bộ Dân chính Trung Quốc cho biết họ đang theo dõi vấn đề liên quan đến quan niệm dân gian về năm Giáp Thìn 2024 là năm quá phụ, sau khi một người dùng mạng xã hội cảnh báo về những hậu quả tiềm ẩn từ quan niệm này. Trong một bài tư vấn công chúng được thực hiện vào ngày 11 tháng 1, người này viết, quan niệm này đi chệch hướng nghiêm trọng so với lẽ thường trong cuộc sống và nhận thức khoa học. Bài viết cũng kêu gọi giới chức lên tiếng chống lại niềm tin phi khoa học này, nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của những quan niệm và tin đồn dân gian không chính xác đối với người dân. Những cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh thanh niên Trung Quốc đang có khuynh hướng trì hoãn việc kết hôn và sinh con, gây ra tình trạng già hóa xã hội nhanh chóng và dẫn đến sự giảm sút rõ rệt trong tổng dân số trong vòng 2 năm qua. Ngày 22 tháng 1, bộ này cho biết, chúng tôi đang lưu tâm đến những đề xuất mà bạn nêu ra. Quan niệm năm quá phụ xuất phát từ niềm tin sai lệch xung quanh tên gọi quá niên, có nghĩa là năm không có tiết lập xuân. Trong các nền văn hóa Á Đông, tiết lập xuân thường rơi vào khoảng ngày 4 tháng 2 hàng năm và được cho là đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuân. Tiết lập xuân sắp tới sẽ diễn ra trước mùa Tết Giáp Thìn, ngày 10 tháng 2 năm 2024 dương lịch, trong khi tiết lập xuân năm sau diễn ra sau mùa Tết Ất Tỵ, ngày 29 tháng 1 năm 2025 dương lịch. Vì vậy, dân gian Trung Quốc cho rằng năm Giáp Thìn sắp tới là năm không có mùa xuân. Lịch Trung Quốc có dạng âm dương, nghĩa là kết hợp các tháng âm lịch dựa trên chu kỳ của mặt trăng. Một tháng có 29 hoặc 30 ngày và lịch mặt trời 365 ngày. Điều này dẫn đến một số năm âm lịch có 2 ngày đầu xuân hoặc những năm khác thì không có lễ khai xuân. Theo số liệu chính thức, tỷ lệ kết hôn của Trung Quốc đã giảm trong thập kỷ qua. Năm 2022, chỉ có 6,83 triệu cuộc kết hôn được ghi nhận, gần bằng một nửa so với mức kỷ lục là 13,47 triệu vào năm 2013. Dù thống kê cho năm 2023 vẫn chưa được công bố, nhưng có dấu hiệu cho thấy con số này có thể đã phục hồi so với năm trước đó, do Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp phòng dịch COVID-19 nghiêm ngặt trong năm 2022. Trong nỗ lực tuyên truyền và trấn an công chúng, Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV đã thông báo trong một bản tin tuần trước rằng không có mối liên hệ nào giữa vận xui với năm không xuân.
CCTV đã chỉ ra rằng năm âm lịch không có tiết lập xuân không phải là một hiện tượng hiếm gặp. Và năm 2019 cũng như năm 2021 cũng là những năm không xuân. Trong khi người mê tín cho rằng mọi người nên kết hôn vào năm xuân kép và tránh kết hôn vào năm quả phụ, thì những số liệu thống kê lại cho thấy điều ngược lại. Năm 2013, Quý Tỵ cũng là năm quả phụ nhưng số lượng đám cưới lại cao nhất kể từ khi có số liệu thống kê vào năm 1978. Thực tế là cứ 19 năm lại có 7 năm như vậy. Việc tránh đám cưới vào những năm này trở nên không thực tế. Đối với nhiều cặp vợ chồng Trung Quốc, họ quan tâm đến việc sinh con vào năm đẹp hơn là kết hôn vào năm nào. Theo dân gian, những đứa trẻ sinh vào năm rồng thường sẽ gặp may mắn hơn, mặc dù quan niệm truyền thống vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc kết hôn và sinh con ở Trung Quốc. Chính quyền trong những năm gần đây đã kêu gọi loại bỏ những tập tục có ảnh hưởng tiêu cực, bao gồm cả việc nhà trai phải chuẩn bị sinh lễ hậu hĩnh cho nhà gái. Mặc dù năm 2024 được coi là thời điểm không tốt cho việc kết hôn, nhưng một số người lại tin rằng đây là một năm tuyệt vời để sinh con. Sinh con vào năm rồng thường được coi là điều may mắn, vì rồng là con vật thần thoại duy nhất trong cung hoàng đạo Trung Quốc, đại diện cho quyền lực và sự vĩ đại trong văn hóa truyền thống của nước này. Quan niệm này có thể thúc đẩy số lượng ca sinh ở Trung Quốc, mặc dù năm 2023 đã ghi nhận mức thấp kỷ lục chỉ 9,02 triệu ca sinh.